Tại một số thị trường trong khu vực, Red cùng Avanza luôn là những chiếc xe bán chạy nhất của Toyota bởi sự thực dụng mà chúng mang lại. Kể từ khi ra mắt, nhiều người đều cho rằng Toyota Red là một chiếc MPV cạnh tranh với cùng đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Kia Rudo. Song trên thực tế, với thiết kế khung trời nên Red là một chiếc SUV 7 chỗ đúng nghĩa chứ không phải là một mẫu MPV cỡ nhỏ đơn thuần. Hiện mẫu xe nhập khẩu Indonesia này đang được Toyota bán với mức giá 668 triệu đồng. Thiết kế tạo ra sự khác biệt tối ưu. Với thiết kế khung trời, Red chịu lực vặn xoắn tối ưu khi di chuyển trên cung đường xấu. Đồng thời tiếng ồn từ lốp truyền từ khoang lái cũng ít hơn. Hệ thống treo sau đa điểm cũng là điều ăn tiền của Toyota Red trong phân khúc SUV, cũng khiến chiếc xe trở nên đầm chắc hơn trong mọi tình huống. Còn các đối thủ khác chỉ được trang bị thanh dầm chịu xoắn, thường chỉ được trang bị trên xe compact hoặc sedan đô thị. Khoảng sáng gầm xe cũng cao hơn, đạt tới 220cm, tương đương với các mẫu SUV, khiến Red có thể vượt địa hình khó một cách dễ hơn. Khả năng lội nước của xe lên tới 60cm cũng là một lợi thế. Toyota Red được sản xuất dành cho thị trường Đông Nam Á bởi Toyota đã nghiên cứu khá kỹ cho nhu cầu những người dùng trong khu vực, hướng tới nhóm đối tượng là các gia đình cần chiếc xe đa năng, nhóm khách hàng dùng làm xe chạy dịch vụ với chi phí đầu tư không quá lớn, như tại Việt Nam là khoảng hơn 700 triệu đồng sau khi hoàn tất đăng ký, nên Toyota chỉ chọn động cơ 1.5L cho Red để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, hệ dẫn động cầu sau nhằm tạo lực đẩy tốt khi lên dốc và tải được nặng hơn. Khi bên cạnh, thiết kế khoang nội thất đảm bảo 7 chỗ ngồi khá thoải mái khiến cho Toyota Red là một trong những sự lựa chọn đáng giá. Anh Nguyễn Chí Phúc, chủ một gara ô tô tại Mỹ Đình, Hà Nội chia sẻ, gara mình có thể thay dầu và bảo dưỡng nhẹ cho một số chiếc Red. Bằng kinh nghiệm nhiều năm thì thấy Red hay nhất ở khoang dẫn động cầu sau. Việc này giúp xe có sức đẩy tốt hơn để tải nặng hoặc leo dốc, trong khi bánh trước chỉ để dẫn hướng sẽ rất linh hoạt và dễ dàng hơn rất nhiều so với các xe khác là bánh trước vừa truyền động vừa dẫn hướng. Chính vì thế Red chỉ sử dụng động cơ 1.5L nhưng vẫn rất khỏe. Anh Tiến Thành, chủ gara ở Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, Red nó giống như một chiếc Fortuner thu nhỏ lại, chứ không phải là một chiếc MPV đô thị truyền thống như các đối thủ của nó. Đánh giá tổng thể thì rất ổn trong tầm giá. Động cơ nhỏ phù hợp, xe chắc chắn, giảm xóc sau đa liên kết tốt, điều hòa cực lạnh và có cửa gió cho các hàng ghế quá hay. Với máy Toyota và trang bị như này thì sẽ rất bền, bảo dưỡng đầy đủ thì gần như chả hỏng hóc gì đâu. Chi phí thay thế sửa chữa cũng thấp, nói chung là làm xe gia đình rất hợp lý. Anh Tiến Thành chia sẻ thêm, Red cũng là một chiếc xe đạt 5 sao của ASEANAP với hàng loạt các trang bị an toàn bị động và chủ động giúp bạn và hành khách có thể yên tâm hơn trên mọi hành trình. Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia và người dùng, Toyota Red có những ưu điểm việc rất thực tế mà chỉ khi sử dụng xe rồi mới thấy. Họ không thể phủ nhận sự hữu dụng của Toyota Red khi xoay sở trong phố hẹp hay đổ bốc khi đi đường trường. Do đó, tại các thị trường như Malaysia, Indonesia thì Red cùng với Avanza luôn là những chiếc xe bán chạy nhất của Toyota bởi giá trị sử dụng của chúng mang lại. Thêm vào đó, những tính năng hữu dụng được thiết kế hướng tới người dùng thì khi sử dụng lâu dài sẽ cảm nhận được, ví như độ rộng rãi của hàng ghế thứ ba và cả khoang hành lý. Nó rất phù hợp cho cả gia đình trong những chuyến đi dài ngày và cả cho những ai làm xe dịch vụ, ngay cả một chi tiết khá nhỏ nhưng cũng thể hiện sự tinh tế hơn. Đó là nếu bạn cao chừng 1m8, bạn nội thất sau của Red vẫn có thể thoải mái đứng thẳng xách đồ mà không sợ bị đụng đầu, nhưng đối với các xe khác thì bạn phải khom lưng ngay. Red cũng có tới 15 ngăn chứa đồ, chai nước trong xe cho cả 3 hàng ghế. Điều này chắc chắn rất bổ ích cho người sử dụng. Vì sao Toyota Red chưa bán chạy tại Việt Nam? Giá bán cao có lẽ là một trong những điểm khiến Toyota Red yếu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ Toyota Việt Nam, sau khi ra mắt, nguồn cung đối với mẫu xe nhập khẩu này bị hạn chế, khiến nhiều khách hàng muốn mua xe nhưng vẫn phải chờ đợi lâu. Trong khi các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết được vấn đề nguồn cung, thêm vào đó là giá cả rất cạnh tranh.
Tóm lại, Toyota Rush là một chiếc SUV 7 chỗ rất thích hợp với việc xoay sở trong đô thị, lại có khả năng vượt địa hình mạnh mẽ nhờ vào thiết kế cấu tạo. Nếu bỏ qua giá bán và chú trọng đến trải nghiệm lái, muốn tìm kiếm một mẫu xe gầm cao, giá rẻ nhưng lại phải an toàn, bền bỉ thì Rush chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đáng quan tâm nhất. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.